Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung chính có trong bản tin chiều nay. Thị xã Kiến Tường, đô thị năng động, trung tâm vùng Đồng Tháp 10. Phần tin trong nước là ghi nhận của phóng viên thời sự về công viên động vật hoang dã đầu tiên của Việt Nam ở đảo Ngọc, Phú Quốc. Trong phần tin thế giới, UNICEF, 1 triệu trẻ em châu Phi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Thưa quý vị, những năm qua, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân thị xã Kiến Tường đã phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. 5 năm qua, cơ cấu kinh tế thị xã Kiến Tường chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và ngành thương mại dịch vụ. Theo đó, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 62% xuống còn 50%, tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng từ 11,6% lên 14,6%, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 26% lên 35%. Theo đó, trong giai đoạn này, thị xã đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Trong đó, có nhiều công trình được chỉnh trang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như xây dựng bờ kè thị xã, khu đô thị sân bay, khu làng nghề, cụm dân cư Cầu Dây, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đường Bình Hiệp Thạnh Trị, đường Tuyên Thành Thạnh Hưng. Bên cạnh đó, thị xã cũng quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả. Nổi bật là phát triển vùng lúa chất lượng cao với diện tích là 7.500 hectare, xây dựng hệ thống đê bao lửng khép kín và 5 trạm bơm điện phục vụ sản xuất. Diện mạo nông thôn cũng từng bước thay đổi, đời sống tinh thần người dân Kiến Tường được nâng lên rõ rệt từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 100% xã trên địa bàn có đường ô tô đến trung tâm, 5 trên 21 trường đạt chuẩn quốc gia, 6 trên 8 xã phường đạt chuẩn văn hóa, 3 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Trên nền những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiến Tường quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản đạt được những tiêu chí chủ yếu của đô thị loại 3 để đưa Kiến Tường trở thành trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng Tháp 10. Tết Nguyên Đán cũng như tháng Giêng hàng năm là lúc nghề xe nhang trên địa bàn huyện Cần Đước sôi động hơn hẳn. Là nghề truyền thống nên tại các cơ sở, các hộ gia đình, không khí làm nhang thường khẩn trương hơn trong dịp này để không chỉ cung ứng cho dịp Tết mà còn cho các ngày lễ lớn trong tháng Giêng. Nếu như những năm trước đây xe nhang phải làm bằng tay, tốn công lao động mà năng suất thấp, thì hiện nay từ cơ sở sản xuất cho đến các hộ gia đình làm nhang trên địa bàn huyện Cần Đước đều đầu tư máy điện. Tuy tốn chi phí nhưng với máy xe nhang bằng điện thì một người có thể làm trên 50 kg bột mỗi ngày, tăng gấp 3 đến 5 lần so với làm thủ công. Ở Cần Đước, xe nhang đã trở thành nghề thoát nghèo của nhiều gia đình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhất là tại các xã Tân Lân, Mỹ Lệ, thị trấn Cần Đước, Tân Ân và Trại Trác ở các xã vùng hạ. Bây giờ xe vậy thì tính ra nó có lợi hơn, tại vì xe bằng điện là chạy nó nhiều, còn hồi đó mình xe từ cây thì nó ít lắm, còn giờ thì nó nhiều, nó có lợi hơn. Trước Tết từ 2 đến 3 tháng, kéo dài cho đến hết tháng Giêng là lúc mà các cơ sở làm nhang tăng công suất. Mỗi tuần cơ sở của chị Nguyễn Thị Kim Loan, ấp 4, xã Tân Ân, xuất từ 5 đến 6 tấn nhang. Các nhân công làm tại cơ sở của chị tùy theo số kg bột nhang làm được mà có thu nhập trên 3 triệu đồng một tháng. Nhờ nhang này thì nhờ mấy ngày tháng Tết. Tết thì làm khoảng gấp đôi mấy ngày thường. Ngày thường thì nó bình thường, nó cũng vẫn làm tháng cũng tính ra một ngày, một tuần thì tính ra cũng hai chuyến. Còn nếu mà mình làm một Tết á, thì tuần thì nó nhích lên 3 chuyến, 4 chuyến. Nghề làm nhang đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Cần Đước, trải qua biết bao thăng trầm vẫn tồn tại và có sức sống cho đến ngày nay, góp phần quan trọng cho công tác giảm hộ nghèo tại địa phương. Thưa quý vị, năm 2015 là năm cuối Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch hành động chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo quản lý và điều hành các hoạt động. Theo đó, tỷ lệ sinh năm 2015 giảm 0,32%, đạt 320% kế hoạch đề ra. Trong đó, các huyện giảm nhiều nhất là Tân Hưng, Kiến Tường, Tân Trụ và Cần Giuộc. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,59%.
các đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh, mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đều được triển khai tốt. Năm qua, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh toàn tỉnh là 105 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh nữ, thấp hơn so với năm 2014. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức thành công các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 164 trên 192 xã, với hơn 5.000 lượt thai phụ khám sàng lọc trước khi sinh, đạt 82,6%, trên 3.600 lượt nam nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn và gần 30.000 lượt phụ nữ khám điều trị phụ khoa. Năm 2016, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Long An sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm chênh lệch mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực cao, phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh nhà. Chuyển sang phần tin trong nước. Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2020 sẽ có nhiều yếu tố tác động lên mặt bằng giá do phải tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số mặt hàng dịch vụ công như giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục. Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 mà chính phủ đề ra là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững, Bộ Tài chính xác định công tác quản lý điều hành và bình ổn giá là rất quan trọng, thực hiện nhất quán nguyên tắc quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước, nhất là đối với giá điện, dịch vụ công, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch trong điều hành đối với giá điện, xăng dầu cũng như các hàng hóa dịch vụ quan trọng thiết yếu khác có ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu dùng của người dân, điều tiết hài hòa lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giá kết hợp với thuế để ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các nguyên vật liệu quan trọng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời để ngăn chặn tình trạng chuyển giá trốn lậu thuế. Được khánh thành vào cuối năm 2015, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Finburn Safari Phú Quốc đang là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch khi đến với hòn đảo ngọc Phú Quốc. Không chỉ tập trung nhiều loài động vật hoang dã, nơi đây cũng bắt đầu nghiên cứu bảo tồn các loài động vật quý hiếm cùng môi trường sống tự nhiên của chúng. Đây cũng là điểm tham quan mới của Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân vừa qua. Rất nhiều khách du lịch lần đầu đến Phú Quốc tỏ ra khá thích thú khi đến với điểm tham quan là công viên động vật hoang dã Safari. Cùng gia đình lần đầu tiên tới Việt Nam, chị Ly đã chọn Phú Quốc là điểm dừng chân đầu tiên ngay những ngày đầu năm mới. Và chị rất thích thú với công viên Safari đầu tiên của Việt Nam. Tôi thấy điểm tham quan này khá thú vị. Điều tôi ấn tượng là công viên này rất sạch sẽ. Nhiều con thú thuộc diện quý hiếm mà ở Hàn Quốc còn chưa có, như bò tót, hổ đông dương. Những động vật hoang dã quý hiếm như hổ, báo, sư tử được tự do nằm ngay trên lối đi như thế này. Nhiều du khách nhìn cảm giác sợ nhưng vẫn rất thích thú khi trải nghiệm. Nó thu hút mình là mình cảm thấy lạ, rộng hơn, chia theo khu mà có những cái buổi chiều có xiếc. Thú ở đây thì mình thấy nó cũng nhiều hơn. Ở đây thì còn có xe tham quan. Còn ở trên kia là thành phố mình đi, như ở thành phố mình đi thì trong vườn sở thú thì tự mình đi, tự mình coi, mình nó cũng không có người hướng dẫn. Thì tôi thấy sở thú đây á, nói chung là rất là cảnh rất là tự nhiên, nó là có nhiều đa dạng, nhiều loại thú lắm. Cảnh là tự nhiên, là có nhiều cây cối này, nhiều sở thú, nhiều giống loài. Như là những con thú đây á, là rất là hoang dã, tự nhiên. Thì ở Việt Nam đây thì chưa có một cái sở thú nào như vậy. Đây là hình ảnh chuyên gia người nước ngoài đang cùng các nhân viên tại công viên kiểm tra sức khỏe cho một số loài chim quý. Để chăm sóc sức khỏe cho các động vật hoang dã quý hiếm làm quen và an cư trên vùng đất mới, công viên đã mời các chuyên gia thú y nước ngoài có nhiều kinh nghiệm thuần dưỡng chăm sóc động vật hoang dã đến Việt Nam. 18 hecta, có thể nói đây là sở thú lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trang thiết bị y tế để chăm lo cho các con thú ở đây rất tốt, và những con chim nhỏ đến những động vật lớn có vú như voi, hươu cao cổ, những loài vật mà chúng tôi chăm sóc tốt tại đây. Chúng tôi có 3 phòng thí nghiệm, và chính vì vậy, chúng tôi có thể cứu chữa cho những con thú tại đây một cách nhanh chóng khi chúng bị bệnh. This is the largest facility. Hiện tại, công viên Safari Phú Quốc có khoảng 3.000 cá thể động vật với gần 4.000 con. Trong đó, những động vật lớn như động vật có vú thì có khoảng 100 loài. Chim và bò sát cũng gần 100 loài với hơn 3.000 con.
số lượng động vật phong phú với cách nuôi thả theo đúng mô hình các safari quốc tế. Nơi đây đang là điểm đến của khá nhiều du khách trong dịp Tết Nguyên đán này. Vào những cái ngày Tết dương lịch thì là có khoảng hơn 2.000 khách đến một ngày, như thế là tương đối đông. Với cái lượng nói chung là du khách đến với phụ đảo Phú Quốc ấy, thì tôi thấy là đông. Bởi vì họ đến đây thì hầu hết là mọi người đều xếp hàng là để vào safari. Từ Tết dương lịch đến giờ thì cái thời điểm cao nhất thì khoảng hơn 2.000 khách. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng có thể chúng ta đón được 5-6.000 khách với chất lượng phục vụ tốt. Kiên Giang, đồng bằng sông Cửu Long đã chính thức bước vào năm du lịch quốc gia 2016 và Phú Quốc đang tiếp tục là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Vừa có thêm những khu vui chơi giải trí quy mô tầm cỡ khu vực cũng sẽ là điểm nhấn để thu hút khách tham quan đến với hòn đảo xinh đẹp này.